Lại có câu chuyện về vua Ca Lợi và tiên ông Nhẫn Nhục. Thuở xưa, Đức Phật tu hành thì chuyên tu pháp môn Nhẫn Nhục, cho nên gọi là tiên ông Nhẫn Nhục. Một ngày nọ, vua Ca Lợi, tiền thân của Kiều Trần Như, đem một số cung phi mỹ nữ vào rừng săn bắn. Trong sự vô ý, các cung phi mỹ nữ thấy tiên ông Nhẫn Nhục đang ngồi thiền, do đó bèn quây quần ông ta để hỏi đạo. Vua Ca Lợi cho rằng tiên ông Nhẫn Nhục dụ dỗ phi tần của vua, bèn sinh tâm đố kỵ, do đó bèn chặt tay chân tứ chi của tiên ông Nhẫn Nhục. Mỗi khi vua chặt một chi thì hỏi: "Trong tâm ông có oán giận tôi chăng?" Tiên ông Nhẫn Nhục đáp: "Tôi chẳng giận ông. Nếu tôi không sân hận thì tứ chi của tôi hoàn lại như cũ. Nếu có tâm sân hận thì tứ chi của tôi không thể hoàn lại như cũ." Vừa nói xong thì quả nhiên tay chân tứ chi hoàn lại như cũ. Lúc đó tất cả hộ pháp thiện thần phẫn nộ vua Ca Lợi, bèn mưa đá xuống chỗ của vua Ca Lợi để trừng phạt vua Ca Lợi. Nhưng Đức Phật cầu thỉnh với các vị thiện thần: "Đừng trách ông ta. Ông ta đến khảo nghiệm tôi để tôi thành tựu đạo nghiệp. Tương lai khi tôi thành Phật thì trước hết tôi sẽ độ ông ta." Tuy nhiên, Ngài A Nhã Kiều Trần Như đối xử rất thảm tệ với Phật. Nhưng Đức Phật thành Phật rồi thì độ ông ta trước nhất. A Nhã nghĩa là giải bổn tế, cũng gọi là khai ngộ đầu tiên. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。